Tôi là thương phế binh Nguyễn Tấn Anh, số quân 72/209/714, thuộc đơn vị sư đoàn 2 bộ binh trung đoàn 4 tiểu đoàn 2/4. Bị thương ở trận đánh xã Tư Phước, quận Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi năm 1971. Bị thương cụt hai chân. Trong khi giao tranh tôi bị trúng mìn, bị thương cụt hai chân. Sau đó thì máy bay trực thăng đã chuyển thương, tản thương đưa về bệnh viện một dã chiến ở tại Quảng Ngãi để cấp cứu. Thì tôi được có một kỷ niệm ghi nhớ lại là một vị bác sĩ cũng đã nhìn trên cái vết thương cũng như cái phiếu tặng thương, biết tôi là người lính ở đơn vị trung đoàn 4 thuộc tiểu đoàn 2/4. Và sau đó thì bác sĩ có nói là có thể dưỡng được một chân, nhưng vì vết thương nặng quá, sau đó thì bác sĩ không có dưỡng được cái chân bên trái, và đó sau đó bác sĩ cắt thành giờ tôi cụt hai chân, một chân bên phải và chân bên trái. Và lúc đó thì sau tỉnh dậy thì nghe một người y tá trực, người ta có báo cho biết là tôi đã chết rồi, đã đưa xuống nhà xác rồi. Nhưng mà sau đó thì có nhân viên trực ở nhà xác thì người ta nghe tiếng rây, người ta vào dòm thì thấy tôi rây, thì sau đưa trả đồng lại trên phòng cấp cứu. Thì bác sĩ bên quân y cấp cứu và cứu tôi sẽ sống lại. Sau đó thì tôi nghe một người kể lại, đó là người y tá trực đó, họ kể lại cho tôi là được sống, đó là một điều phước hạnh, vì lúc đó đã chết rồi, đưa xuống nhà xác. Thì sau đó tôi mới được biết là tôi đã sống. Và có hỏi anh y tá thì hồi đó tôi nhớ là bác sĩ có nói tôi là dưỡng được một chân, nhưng mà không biết chân tôi có dưỡng được hay không. Thì người bác sĩ người ta sợ tôi buồn, người ta nói là có dưỡng lại được một chân, nhưng mà lúc đó tôi dòm thì không được, bởi vì đã ràng dây lại rồi. Nên đó là những kỷ niệm ở trong đời của tôi khi đã nhìn thấy rằng cuộc đời đã hy sinh cho đất nước, cho quê hương, cho quốc gia. Thì tôi cũng có một niềm vui là mình đã dâng hiến cuộc đời mình, nhưng cũng có nỗi buồn là vì lúc đó tôi mới có 21 tuổi, rất là trẻ. Nay kể lại những kỷ niệm trong cuộc đời lính của tôi, trong chuyến đi hành quân đó, rồi sau tôi bị thương. Và tới ngày biến cố 30 tháng 4 năm 1935 cũng làm cho tôi nhớ là một kỷ niệm. Là sau đó tôi ở tại Tổng quân y viện Di Tân, đã đi về, trên đường về thì luôn luôn cộng sản người ta bắt, nhất là du kích, người ta cứ đòi giết tôi không à. Nhưng mà cũng có người họ cản lại, không cho, họ nói thôi để cho ông đi giết ông mất công rồi cũng phải chôn lấp nữa, thôi để cho người ta đi. Thì lúc đó tôi đi trên chiếc xe lan từ ở Đà Nẵng mà lan về cho tới ở tại tỉnh Quảng Ngãi, ở huyện Xuân Trình. Sau đó thì nhà tôi thì cộng sản người ta lấy hết, người ta cho về quê. Nhưng mà về quê thì đất họ cũng lấy, họ không có cho ở, thì tôi gia đình phải đi ở nhà. Thì sau đó người ta đưa đi vào kinh tế mới ở Lâm Đồng. Thì ở Lâm Đồng, ở tại Maragui, thì ở đó cho đến năm 1994 cuộc sống cũng khó khăn. Thì sau đó về thành phố để ở Sài Gòn để đi bán vé số, tạo cuộc sống hàng ngày cho đến ngày hôm nay. Cũng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời của những người thương phế binh và những người lính, tôi có cảm tưởng và thương nhớ đến những người anh em thương phế binh trong những ngày còn lại cuối đời. Thật ra trong những năm 2013 cũng một con số anh em của chúng tôi cũng đã ra đi và vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại, và cũng không có cơ hội để cho ân nhân để làm công việc thiện nguyện giúp đỡ. Vì một số anh em thương phế binh của tôi như anh Nguyễn Văn Đốt cũng đã ra đi, anh ở Củ Chi, và anh
Nguyễn Văn Tửu cũng đã ra đi vĩnh viễn. Đó là hai người bạn ngày xưa cùng nằm ở một nơi bệnh viện của tôi. Nhưng giờ thì anh em hai người họ đã ra đi rồi, còn một số anh em còn ở lại. Thì có người thì còn đi bán vé số được, có người thì đang nằm ở một nơi vì tuổi đã lớn, sức yếu và chống chọi với những cơn vết thương đã mấy chục năm. Nên giờ anh em thì họ đã ra đi, còn những người ở lại thì cuộc sống chỉ biết sống qua ngày. Nhưng rồi chắc chắn là anh em chúng tôi cũng phải ra đi, những người đi trước và đi sau. Đó là nhìn lại những cuộc đời của anh em thương phế binh suốt từ năm 1975 tới giờ, đã chịu đựng với vết thương, chịu đựng với những sự tủi nhục, đau đớn của những thể chế. Họ xem chúng tôi là những người ngụy, nên sự tủi nhục đó, dù chúng tôi cũng rất là cố gắng trong cuộc sống, nhưng mà chúng tôi vẫn hãnh diện được là những người quốc gia đã hy sinh cho đất nước một phần hai thân thể. Vì đó là một niềm hãnh diện, nhưng mà niềm tủi buồn của chúng tôi thì ai cũng có những sự tủi buồn cho bản thân. Qua những lời nói này thì tôi rất là cảm kích là trong tâm lòng, nên chúng tôi khi nó có sự rung và rơi nước mắt. Mong quý vị hàng nhân cũng hiểu cho được những người thương phế binh bây giờ còn ở tại quê nhà. Nay cảm ơn quý ân nhân, các cha dòng chú cứu thế đã hỗ trợ giúp đỡ cho tôi, đã nhận được số tiền 3 triệu trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Tôi xin chân thành cảm ơn các quý ân nhân trong nước cũng như ngoài nước và tất cả anh chị em thiện nguyện viên đã tận tâm đưa đến tận nơi tôi đã nhận được. Nguyện xin Chúa ban phước lành cho các cha, các thầy, các sơ và tất cả anh chị em thiện nguyện viên trong mùa Giáng sinh luôn được ơn Chúa vui khỏe trong tình yêu thương của Chúa, và năm mới được an khang thịnh vượng. Tân Anh xin kính chào quý cha và tất cả huynh đệ chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Tân Anh xin trình bày nhạc phẩm Thương Người Chiến Binh của nhạc sĩ Vũ Văn Đàm. Và gửi đến tất cả quý cha cũng như quý ân nhân trên toàn thế giới và tất cả các anh chị em thiện nguyện viên, xin kính chúc quý cha năm mới và quý vị năm được một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và ơn lành của Mẹ Maria. Giờ chia tay tôi ra chốn biên cương, anh đi xa trường. Tình đôi mươi đời vui với phong sương lãng quên ngày tháng. Tình đôi mươi đường lẻ non, chim ca với mây vương nhớ cầu tường phủ. Một ngày mai đời như cánh chim bay đến nơi nào đây. Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xinh.
kể chung ba lô năm cánh giữa rừng già chuyện trò vu vơ. Tiếc nhớ biết mấy, nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây. Anh đưa hoa sim cây lên áo bằng mình niềm cười an lành. Giờ chia tay tôi say chốn biên cương anh vui xa trường. Hàng mùa xuân ngày vui giữa thôn trang cắm hoa đầu xuân. Tình đôi mươi sinh đêm miếng quê hương mến thương khôn lường. Ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thương. Giờ chia tay tôi ra chốn biên cương anh đi xa trường. Từng đôi mươi đời vui với phong sương lãng quên ngày tháng. Đường lên non chim ca với mây vương nhớ cầu tường phường. Một ngày mai đời như cánh chim bay đến nơi nào đây. Nhớ lúc chiến tiên những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xuyên. Kê chung ba lô nằm kính giữa rừng già chiều trò vu vơ. Tiếc nhớ biết mấy, nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây. Anh đưa hoa sim cây lên áo bằng niềm cười an lành. Giờ chia tay tôi say chốn biên cương anh vui xa trường. Hàng ngày ngày vui khắp trong nó làng. Một ngày mai đời vui khắp quê hương ấm nó làng. Gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm nó làng.